Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì theo như mình thấy thì mình thấy nhiều bạn người mới vẫn chưa biết cách chết những con token, cách chết contract của những con token mà đang có trên ví của các bạn, hoặc là những con token mà đã list trên sàn, trên CoinMarketCap mà các bạn chưa biết cách chết contract của con token đó. Và hôm nay thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chết contract những con token mà đã về quỹ trên các bạn hoặc là chưa có trên quỹ của các bạn, và cách chết của những con token trên tất cả các mạng ETH và Binance Smart Chain hoặc là các mạng TRX. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chết những con cách chết contract của những con token trên các mạng khác nhau nhé. Thì cách chết contract của các bạn thì nó có rất là nhiều cách. Thì ở cách thứ nhất này mình sẽ hướng dẫn các bạn thì ở cách này mình sẽ hướng dẫn các bạn là đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách mà để nhận biết những con token nào về ví. Thì các bạn tham gia vào airdrop á, thì nhiều khi nó trả token về thì nó sẽ không hiện trong ví của các bạn và các bạn cũng không biết được là cái thông báo của các bạn ra sao. Thì ở cách này thì các bạn thì những con token nào nó trả về ví cho các bạn thì nó sẽ trực tiếp thông báo trên con bot trên Telegram của các bạn luôn nhé. Thì cách này cũng khá là nhanh để biết những con token nào về ví và nó hiện trên ví của bạn, mà thay vào đó mà để các bạn là biết cách check contract của con token đó nhé. Thì ở cách này các bạn cần phải add cái con bot ETH token Air Browser này lên Telegram của các bạn. Thì link con bot này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn ấy nhé. Thì trên chiếc con bot thì các bạn mở con bot ra. Sau đó trên Telegram thì các bạn ấn vào nút Start để chat với bot nhé. Tiếp theo thì các bạn ấn vào phần Ask Wallet này này. Azure Wallet này này. Sau đó thì nó yêu cầu các bạn là điền lại địa chỉ ví ETH của các bạn. Thì các bạn vào ví trade của các bạn hoặc là ví MetaMask của các bạn copy lại cái địa chỉ ví ETH của các bạn nhé. Các bạn sao chép lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì các bạn có thể ấn vào skip, các bạn ấn vào skip giúp mình luôn nhé. Ok, thì sau khi các bạn muốn skip xong thì trong con bot này cái địa chỉ ví của bạn thì nó sẽ add vào con bot này. Thì ở cách này thì những con token nào nó về ví của các bạn thì con bot này nó sẽ trực tiếp thông báo trên đây cho các bạn luôn nhé. Nó sẽ trực tiếp trên thông báo trên đây của các bạn luôn. Hoặc là trên con bot này các bạn có thể ấn vào phần Get Balance để kiểm là các bạn có thể là kiểm tra những con token nào đang có trên ví của các bạn luôn nhé. Thì nó sẽ hiện ở trên con bot này cho các bạn. TXS và SAT của mình này. Hiện tại thì trên ví của mình là đã có này hai con token này. Đây này. TOZ này, TZX và con token SAX này. Thì nó sẽ hiện sau khi các bạn add cái địa chỉ ví ETH của các bạn. Thì cách này thì nó chỉ cho các bạn là kiểm tra những con token mà đang có trên nền tảng ERC20 ETH của các bạn thôi nhé. Còn các mạng khác thì các bạn không thể kiểm tra được. Thì trên con bot này các bạn có thể kiểm tra những con token đang có trên ví của bạn chạy trên nền tảng ERC20. Thì nó sẽ trực tiếp nó hiện tất cả những cái con token đang có trên này này. Sau khi các bạn ấn vào phần Get Balance thì các bạn sẽ kiểm tra được thôi. Còn sau những khi mà những con token nào mà trả về ví ERC20 ETH trả về cái địa chỉ ví đây cho các bạn á, thì trên con bot này nó cũng sẽ trực tiếp thông báo cho các bạn luôn là nó là các bạn đã nhận được con token đó nhé. Thì sau khi các bạn add con bot này, các bạn có thể ấn vào đây này, sau đó các bạn pin lên. Các bạn pin lên đầu bên trên này này. Thì mỗi lần nó thông báo thì chúng ta sẽ dễ biết thôi nhé. Các bạn pin lên. Thì như vậy này. Đây nè, mình cũng đát của mình đây này. Thì những con token nào nó trả về ví cho các bạn á, thì như vừa rồi thì con TLX này, con LTX này. Thì sau khi nó trả về cái địa chỉ ví của các bạn thì trên trực tiếp con bot này, trực tiếp trên con bot này nó sẽ thông báo cho các bạn là nó ghi dấu cộng này, là cộng 40 của mình là thì các bạn nhận được bao nhiêu token đó thì nó sẽ hiện số dư ở trên đây. Và nó sẽ hiện là tên mã token ở trên đây và cái tên mã của token ở đây. Còn đây là ký tự, ký hiệu và giá price của anh sẽ nó hiện ở sau đây luôn nhé. Còn mà khi mà ở trên con bot này nó rất là tiện ích các bạn ạ. Thì khi mà các bạn nhận được token thì trên con bot này nó cũng sẽ thông báo.
Và khi các bạn gửi token đi thì trên con bot này nó cũng sẽ thông báo cho các bạn luôn. Nếu mà các bạn gửi token đi hoặc là gửi ETH đi thì nó sẽ có giao diện như thế này nè. Nó sẽ thông báo cho các bạn như thế này là trừ. Nếu mà các bạn gửi đi thì nó sẽ để trừ nhé. Còn nếu mà các bạn nhận được token về quý á, thì nó sẽ để dấu cộng. Thì để kiểm tra được trên quý của các bạn có cái gì, để kiểm tra được cái con token LTX này này, để check contract của con token LTX này này, thì nó sẽ hiện cái contract của con token LTX ở dưới phần này luôn. Các bạn sẽ thấy ở dưới phần này tương tự như là cái con đây là TX các bạn ạ. Thì để kiểm tra được cái con contract của con token LTX này, các bạn có thể ấn vào là test token này này và ấn vào đây này. Thì này nó sẽ nhảy ra cái trên mạng Etherscan của con token Lattice token này. Và các bạn kéo xuống đây thì các bạn sẽ thấy được cái contract của con token này thôi. Nhá. Và cách tiếp theo, cách thứ hai, cách này là cách để các bạn nhận biết là những con token nào về quý mà nó chưa hiện trên quý thôi nhé. Cách tiếp theo thì các bạn có thể vào các bạn vào etherscan.com giúp mình nhé. Etherscan.io giúp mình nhé. Đây, thì đây là cái trang chủ của Etherscan ETH. Đây là nền tảng của ERC20 nha các bạn. Thì để check được trên ví của các bạn đang có những con token nào, thì các bạn qua ví của các bạn, các bạn vào ví ETH của các bạn nhé, vào ví trade wallet của các bạn á. Các bạn copy lại cái địa chỉ ETH của các bạn này, copy lại cái địa chỉ ERC20, địa chỉ ETH của các bạn. Các bạn copy lại, sao chép lại địa chỉ ví ETH của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web etherscan.io này, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây. Các bạn dán cái địa chỉ ví ETH của các bạn vào đây. Sau đó các bạn ấn vào nút tìm kiếm này, nó sẽ có nút tìm kiếm ở phía bên này này. Thì sau đó nó sẽ nhảy ra cái giao diện là địa chỉ ví của các bạn trên Etherscan. Thì ở trên này thì các bạn kéo xuống đây, thì ở trong phần này những con token nào và cả ETH đang có trong phần balance của các bạn thì nó sẽ hiện ở tất cả ở trên này luôn nhé. Như các bạn đã thấy là balance của mình, ETH của mình này là 0.0196 này. Thì các bạn thì cho các bạn xem luôn này, là 0.01.09602 này, nó sẽ hiện trực tiếp trên đây. Các bạn có thể kiểm tra. Và những con token nào đang có trên ví của các bạn thì các bạn có thể ấn vào phần này, các bạn kiểm tra nhé. Các bạn ấn vào phần token này này, thì hiện tại thì trên ví của mình đang có 83 token thì sẽ hiện là 83 này. Các bạn có thể ấn vào phần đây, nó sẽ nhảy ra. Nó sẽ hiện ra như thế này này. Nó sẽ hiện ra. Các bạn có thể kéo xuống lại, các bạn xem những cái con token nào đang có trên ví của các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể ấn, các bạn kéo xuống đây. Thì ở dưới phần này các bạn có thể ấn vào phần ERC token. ERC20 token TXS này, các bạn ấn vào đây. Thì ở trong phần này các bạn kéo sang bên đây thì nó sẽ hiện ra những tất cả những con token mà hiện đang có trên ví của các bạn, nó sẽ trả về đây. Ở phần này. Hoặc là các bạn ấn trên phần này thì ở phần trên chỗ này này, các bạn ấn vào phần này giúp mình nhé. Cái phần hình vuông vuông này này. Hình vuông này này. Ấn qua. Thì sau đó nó sẽ nhảy ra là những con token đang có trên ví của các bạn thôi. Đây là một loạt những con token đang có trên ví của các bạn này. Và bây giờ mình ví dụ luôn nè. Ví dụ như là cái con LTX này đây. Khi mà nó trả về ví cho các bạn mà trên ví của bạn nó không hiện ấy. LTX. Ví dụ mà đây này, con LTX đây này. Ví dụ mà sau khi nó trả về ví trên ví trade của bạn mà nó không hiện con token này á. Ví dụ mình đang tắt đây, mình tắt đi là nó không hiện nhé. Thì nó không hiện. Là các bạn không thể tìm được. Thì các bạn quay trở lại với Etherscan. Thì ở trên Etherscan này các bạn chỉ cần vào etherscan.io và các bạn dán cái địa chỉ ví ETH của các bạn thôi, rồi các bạn tìm hiểu thêm nhé. Là nó sẽ ra tất cả những con token ở trên ví của các bạn thôi. Thì trên ví của bạn, trên Etherscan này, các bạn ấn vào cái con token mà đang có trên ví của các bạn này, Lattice token này này. Thì sau đó nó sẽ nhảy ra cái giao diện của con token Lattice token này trên Etherscan thôi. Thì các bạn kéo xuống đây. Thì ở phần dưới này sẽ có cái contract của con token này. Các bạn copy lại cái địa chỉ contract của con token này nhé. Copy lại. Sau đó các bạn quay trở lại với ví trade wallet.
Thì nếu mà trên Virtual Palette của bạn mà sau khi nó trả về nó không hiện á, thì các bạn ấn vào chỗ mục tìm kiếm này. Sau đó các bạn dán cái contract đó của nó vào đây, dán cái contract của con token LTX vào đây thì nó sẽ hiện ra cái con LTX của các bạn thôi. Sau đó các bạn bật lên thì nó sẽ hiện nhé. Đây thì nó sẽ hiện ra cho các bạn thôi. Tương tự như những con các token khác thôi. Thì các bạn cứ kiểm tra, các bạn dán cái địa chỉ ví ETH của các bạn vào đây này. Để mình phóng nhỏ lại cho các bạn dễ nhìn nhé. Ok. Thì các bạn chỉ cần dán cái địa chỉ ví ETH của các bạn vào đây, sau đó các bạn ấn vào tìm kiếm thì nó sẽ ra giao diện là tất cả những là những con token đang có trên ví trade của các bạn á, nó sẽ hiện ở trong phần này. Thì thay vào đó thì các bạn muốn tìm những muốn biết những contract của những con token nào thì các bạn chỉ cần ấn vào con token đó thôi. Ví dụ mình con Litecoin SV này đi, thì các bạn chỉ cần ấn vào con Litecoin SV này thôi. Sau đó các bạn kéo xuống này tới thì nó sẽ hiện ra contract của nó thôi. Đây là contract này. Contract của con token LSV này. Thì thay vào đó để nếu mà nó không hiện trên với trade của các bạn thì các bạn chỉ cần là copy lại cái contract của con token đó thôi. Các bạn copy lại. Sau đó các bạn vào WeTrade Wallet á, các bạn ấn vào chỗ mục tìm kiếm này này. Các bạn dán cái contract của con token đó vào đây thì nó sẽ hiện ra cái con LSV cho các bạn thôi. Đây. Sau đó thay vào đó thì các bạn có thể bật lên thì nó sẽ hiện trên WeTrade của các bạn. Thì đây là những con token nào mà đã có trên ví của các bạn thôi nhé. Còn những con token nào mà chưa có trên ví của các bạn thì nó sẽ không hiện trên EtherScan cái địa chỉ ví của các bạn đâu. Các bạn có thể vào đây các bạn tìm tất cả những cái con token mà đang có trên ví của các bạn. Các bạn có thể ấn vào phần qua này, nếu mà các bạn nhiều thì các bạn có thể ấn qua này các bạn xem tiếp. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ thì mình cái dòng này là mình hướng dẫn các bạn là kiểm tra những con token đang có trên những con token mà đang chạy trên nền tảng ERC20 ETH đang có trên WeTrade của các bạn nhé. Và tiếp theo để kiểm tra những con token nào mà đang có trên ví Binance Smart Chain, có nghĩa là cái mạng Binance Smart Chain BSC ấy, mới của các bạn á, thì các bạn quay trở lại với trang WeTrade của các bạn copy lại cái địa chỉ ví Smart Chain của các bạn nhé. Thì đây là nền tảng Binance Smart Chain, các bạn có thể là tạo một cái ví riêng cho nó nhé. Mình cũng đã hướng dẫn mấy video từ trước rồi. Các bạn có thể vào chủ ví chính này, sau đó các bạn tạo cho mình cái nhé. Các bạn có thể copy lại cái chuỗi 12 ký tự, sau đó các bạn tạo cho mình một cái ví riêng để các bạn dễ sử dụng hơn thôi. Còn nào muốn sử dụng chung luôn cái ví multicoin trên ví trade này luôn thì sử dụng, nó sẽ tổng cộng tất cả những nền tảng ở trên đây trên ví trade cho các bạn. Thì ở tiếp theo, cách thứ hai thì để kiểm tra những con token nào chạy trên nền tảng Binance Smart Chain đang có trên ví của các bạn thì các bạn copy lại cái địa chỉ ví Smart Chain của các bạn nhé. Có nghĩa là BNB Smart Chain này. Các bạn ấn vào, sau đó các bạn sao chép lại cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn vào trình duyệt, các bạn search cho mình là bscscan.com giúp mình nhé. bscscan.com. Sau đó các bạn ấn vào tìm. Thì trên mạng BSC Scan này, ở phần này các bạn dán cái địa chỉ Binance Smart Chain của các bạn vào đây, BSC á. Sau đó các bạn ấn vào nút tìm, tương tự như trên ERC20 thôi, tương tự như trên WeTrade Wallet, tương tự như trên ETH thôi, nền tảng ETH thôi, các bạn ấn vào nút tìm. Thì sau khi các bạn ấn vào nút tìm xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như trên vừa rồi mình hướng dẫn các bạn mà cách check contract thôi. Đây. Thì ở trên phần này thì đây là cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của các bạn này. Và ở dưới phần này là cái phần mà những con token đang có trên ví Binance Smart Chain của các bạn. Mà thay vào đó thì các bạn sẽ được là kiểm tra những con token đó và bấm vào những con token đó để các bạn check contract của những con token đó nhé. Thì điểm kiểm tra token các bạn có thể ấn vào phần này. Phần dấu hình vuông vuông này này. Tương tự như bên mạng ERC20 thôi. Thì ở trong phần này các bạn sẽ kiểm tra, các bạn kéo xuống đây. Các bạn kéo xuống đây thì những con token nào đang chạy trên những con token nào chạy trên nền tảng Binance Smart Chain mà đang có trên ví của các bạn thì nó sẽ hiện tất cả những con token đang có trên ví của các bạn ở trong đây nhé. Thì để kiểm tra được những con token để kiểm tra những contract của những con token đó thì các bạn cứ ấn vào cái con token đó thôi thì nó sẽ hiện ra contract của các bạn. Ví dụ mình ấn vào cái con BS chain này đi, mình muốn lấy contract của con BS chain này đi. Thì mình ấn vào con BS chain này. Thì sau đó nó sẽ hiện ra giao diện như thế này, nó sẽ hiện ra contract của con token BSC này.
các bạn copy lại này này, copy lại con sách của nó. Khi mà nếu mà token đã trả về quý cho các bạn mà nó không hiện ở trên này á, thì các bạn có thể ấn vào tìm kiếm này, sau đó các bạn dán cái con sách của con token BSC đó vào đây thì nó sẽ hiện thôi nhé. Đây con này là con Jonter mà mình bấm BSC này đấy, thì các bạn copy lại thôi. Các bạn muốn xem cái con sách của con của những con token nào thì các bạn copy lại cái con sách của con token đó, sau đó các bạn ấn vào tìm kiếm, các bạn dán cái con sách đó vào đây thì nó sẽ hiện thôi. Đây con BSC đây, BSB đây, thì con này là con BF20 đã chạy trên nền tảng BNC Smart Chain nhé. Thì đơn giản như vậy thôi, để chết trên EtherScan á, để chết những nền những con chạy trên nền tảng ERC20 ETH á, thì các bạn vào EtherScan đấy, sau đó các bạn copy lại địa chỉ quý ETH của các bạn thôi, vào đây các bạn tìm hiểu thôi, các bạn dán vào đây đấy, sau đó các bạn kiểm tra, các bạn vào tìm kiếm và các bạn kiểm tra những con token nào đang có trên quý của các bạn thôi, thì nó sẽ hiện trực tiếp ở những trong đây nhé. Thì trên EtherScan là vậy, còn trên BNC Smart Chain, nền tảng BNC Smart Chain thì BSC, thì các bạn vào bscscan.com, các bạn copy lại cái địa chỉ quý Smart Chain, BNC Smart Chain của các bạn, sau đó các bạn mới dán vào đây và các bạn tìm hiểu thôi, chứ nói thì mình nói thì mình không nói hết đâu các bạn ạ. Các bạn vào tìm kiếm thôi, thì những con token nào đang có trên quý của các bạn thì sẽ hiện, thì sẽ trực tiếp nó hiện ở trên đây cho các bạn. Thay vào đó thì các bạn sẽ được tìm được cái con trách của những con token đó. Các bạn vào đây các bạn tìm thôi. Rất đơn giản nha các bạn. Chẳng qua các bạn không chịu tìm hiểu thôi chứ. Rồi ok, tiếp theo thì ở mạng Tron, mạng TRX, thì để kiểm tra những con token nào đang có trên quý TRX của các bạn, thì các bạn copy lại cái địa chỉ quý TRX của các bạn nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ quý TRX. Đây là nền tảng TRC20. Thì sau khi các bạn copy lại cái địa chỉ quý TRX xong, thì các bạn quay trở lại tình duyệt, các bạn vào cái trang chat trên TRC20, đó là Tronscan, Tronscan.org nhé. Thì ở trên Tronscan.org này, đợi mình tí nhé. Thì trên Tronscan này các bạn có thể ấn vào phần, để mình phóng to ra tí cho các bạn dễ nhìn nhé. Trên Tronscan.org này các bạn dán cái địa chỉ quý TRX của các bạn vào đây, nó cũng tương tự như các mạng khác thôi, nó cũng tương tự như cái mạng BNC Smart Chain và mạng ERC20 ETH thôi. Các bạn dán cái địa chỉ quý TRX của các bạn vào đây đấy, sau đó các bạn ấn vào nút tìm kiếm, thì sau đó nó sẽ nhảy ra giao diện như thế này. Thì ở trên phần này các bạn kéo xuống đây, các bạn kéo xuống đây thì các bạn những con token nào đang có trên quý TRX của các bạn chạy trên nền tảng TRC20 TRX của bạn thì nó sẽ hiện tất cả những con token đang có trên quý của các bạn, nó hiện ở trong phần này luôn nhé. Thì thay vào đó thì các bạn có thể kiểm tra được tất cả các contract của cái con những con token đó. Đây, hiện tại là địa chỉ quý của mình đang có những con token này đang có trên quý, thì thay vào đó các bạn có thể kiểm tra và các bạn có thể vào quý của bạn và các bạn add vào thôi, các bạn vào quý trong link của bạn này. Nếu mà token nó gửi về mà nó không hiện ấy, thì các bạn có thể vào đây, sau đó các bạn ấn vào nút Access này này. Bây giờ mình ví dụ cái con Block 47 này đi, BK47 này đi, mà khi nó trả về quý cho các bạn ấy, mà nó không hiện ở trên quý này, thì mà bạn mà các bạn check trên Tronscan mà nó đã có trên Tronscan mà nó không hiện ở trong quý Tron của các bạn ấy, thì các bạn ấn vào Access này ở trên này này. Sau đó các bạn tìm cho mình cái tên mã là Tronscan thôi, tên mã là BK47 thì nó sẽ hiện ra thôi. Sau đó các bạn bật lên và để check contract đây, thì đây ở dưới đây là contract của con token đó này. Thì để check contract thì quay lại với trang web Tronscan,
để chết con trách thì các bạn chỉ cần ấn vào cái con token đó thôi, các bạn ấn vào tương tự như các mạng khác thôi, ấn vào con token đó thì nó sẽ hiện ra cái con trách của con token này thôi. Trên đây các bạn có thể kiểm tra tổng cung của những con token đó, và đây là con trách này, các bạn copy lại con trách của nó này, hoặc là các bạn có thể xem con trách là TD này, thì ở trên này là cũng bắt đầu là TD này, đơn giản nhưng mà đơn giản lắm các bạn ạ. TD contract address TD này, JCC này, đây này, đấy contract của nó đây, TD JCC này các bạn, các bạn copy lại thôi và các bạn dán vào đây, hoặc các bạn dán vào chỗ tìm kiếm này này, đây này, các bạn dán contract đó vào đây thôi. Hoặc là các bạn có thể nhập tên ra thì nó sẽ hiện ra cái con token đó đang có trên quý của các bạn thôi. Thì đây là những cách bước mà kiểm tra những cái contract mà về quý của các bạn mà nó không hiện trên quý của các bạn. Thay vào đó thì các bạn sẽ add được cái contract vào quý để hiện con token lên nhé. Đơn giản như vậy thôi. Thì những dự án Android nào mà các bạn chưa biết contract của những con token đó thì các bạn có thể vào cái channel của cái dự án đó khi các bạn làm unwrap nhé. Thì bây giờ mình ví dụ cái con bây giờ mình ví dụ một cái dự án nào đây. Từ từ. Bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn là cái dự án cái dự án vừa làm rồi ta. Mất rồi. Thì ví dụ như con WoW rồi đây. Nếu mà con WoW này mà các bạn những anh rớp nào mà các bạn làm mà không biết cái contract của con token WoW đó thì các bạn vào cái channel của nó nhé. Các bạn vào lại cái các bạn cứ vào cái channel của nó, Telegram channel này, này. Thì ở trên Telegram channel của tất cả các dự án Unwrap nó luôn là để những con contract của những con token đó nhé. Thì các bạn có thể vào đây, hoặc là các bạn vào cái channel của nó, và các bạn vào trang web của dự án thì nó sẽ hiện con ấy thôi, sẽ hiện cái contract của nó thôi. Đây này, website của nó này. Các bạn có thể vào website của nó và các bạn check contract của nó thôi. Đây. Thì ở trên website của nó các bạn có thể tìm các bạn kéo xuống các bạn tìm thôi. Nó sẽ để nó sẽ những các dự án như thế này, các dự án Unwrap này sẽ luôn để contract ở dưới phần này nhé. Con này nó không thấy contract của nó các bạn ạ. Thì để chết những contract như con token này này thì các bạn có thể một, nếu mà bạn không tìm được thì các bạn có thể vào cái group của nó, các bạn search là contract rồi chấm hỏi thì thằng admin nó sẽ ấy cho các bạn thôi. Còn trên này thì các bạn có thể ấn vào phần contract us này nè. Ở trên phần này thì nó không hiện các bạn ạ. Bình thường là các dự án nó đều để contract ở trên đây có hết các bạn ạ. Còn nếu mà nó không hiện ở trên đó thì các bạn có thể vào Telegram này, hoặc là vào group của nó. Các bạn search là contract address rồi chấm hỏi thôi. Contract address này. Chấm hỏi. Sau đó các bạn gửi lên thôi thì thằng admin nó sẽ rep lại cho các bạn thôi, là nó đưa contract cho các bạn thôi. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Thì tiếp theo thì mình vừa hướng dẫn các bạn là cách check contract của các của ba mạng rồi, mạng ERC20, ETH và mạng BSC, BNC Smart Chain và mạng Terris. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách check contract của tất cả những con token đã list trên CoinMarketCap nhé.
Thì để chết được tất cả các con token trên Commod GetCap thì các bạn ấn vào các bạn vào trình duyệt của bạn ạ. Các bạn search vào con hoặc là con Getco nhé, hoặc là con MarketCap. Các bạn search là conmarketcap.com. conmarketcap.com này. Thì ở trên phần này các bạn có thể kiểm tra được tất cả những cái contract của những con token. Đây nè, chẳng đây là cái tớp những của những con token đang list trên CoinMarketCap này. Thì để check được con token các bạn có thể ấn vào phần dấu tìm kiếm ở phía góc trên bên phải này. Ở phía góc trên bên phải này sẽ có cái mục tìm kiếm là cái hình cái lớp này, các bạn nhấn vào. Sau đó thì các bạn muốn tìm những con token nào thì các bạn search ra thôi. Ví dụ mình là con LTX đây, LTX như con nãy. Đây này. Thì đây là con LTX hồi nãy mình có hướng dẫn các bạn này, Latin token này, các bạn ấn vào LTX. Đấy thì nó sẽ nhảy ra giao diện là con LTX luôn trên đây thôi, và nó sẽ cập nhật giá của con những con token mà đã list trên con mấy cái cáp trên này nhé. Thì với con LTX để chết contract của con này thì các bạn kéo xuống đây. Ở dưới đây các bạn có thể xem được cái tổng cung của nó là total supply này, này là tổng cung của con LTX này này. Thì để chết được cái contract của con token này thì các bạn kéo xuống đây. Ở đây nó sẽ có contract của con token này, hoặc là các bạn ấn vào phần add brawler này. Cái phần add brawler đấy mình nhé. Ở phần này thì nó sẽ nhảy ra cái ether scan của con token này thôi. Thì thay vào đó thì các bạn sẽ biết được cái contract của con token là token này. Các bạn thấy không? Đây là contract này. Mình phóng to ra tới cho các bạn xem. Đây là contract này. Tổng cung của nó này là tên mã token của LTX này. Latin token này. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Hoặc là ở trên đây các bạn có thể check được cái website của nó luôn, các bạn ấn vào website thì nó sẽ ra cái website trang chủ của dự án thôi. Và ở đây các bạn có thể là biết được là trên MarketCap là những con token này nó đang list ở sàn nào, thì các bạn kéo xuống đây này. Thì ở phần này các bạn chọn vào phần market. Thì ở phần market này nó sẽ hiện ra những sàn giao dịch mà đang list cái con token LTX này thôi nhé. Nè, nó sẽ hiện ở trên đây. Thì hiện tại con LTX này đang list trên sàn HU, Bitum và MSC. Thì ở đây là nó sẽ hiện ra cái volume ngày của các bạn và giá price luôn của con token này trên cặp giao dịch nào. Thì đơn giản như vậy thôi, các bạn muốn tìm những con token nào trên con MarketCap thì các bạn cứ ấn vào mục tìm kiếm này này. Sau đó các bạn search ra thôi. Ví dụ các bạn tìm muốn EFI đây. Con EFI đây thì sẽ hiện ra thôi. Đây là Yield Fantasy EFI này này. Các bạn nhấn vào. Thì này sẽ nhảy ra con đó thôi. Giá của nó này 25.000 đô. Để check contract thì các bạn kéo xuống đây, các bạn ấn vào phần Add Brawler này. Nó sẽ hiện nó sẽ nhảy ra cái con EtherScan trên của con token EFI này thôi. Thay vào đó thì các bạn sẽ biết được cái contract của nó, token do Yield Fantasy này, EFI này. Thì các bạn kéo xuống đây, tổng cung của nó các bạn có thể xem tổng cung của nó là 30.000. Và các bạn có thể là biết được cái contract của này. Thì thay vào đó thì các bạn có thể add cái contract này vào quỹ trade của các bạn. Các bạn có thể copy lại contract này. Sau đó các bạn vào quỹ trade của bạn này. Sau đó các bạn ấn vào mục tìm kiếm, các bạn dán cái contract của con token đó vào đây thôi. Thì nó sẽ hiện ra cái con token đó nhé, EFI Finance này, này. Thay vào đó thì các bạn bật lên. Đơn giản thôi. Thì cách check mình cái ở video này mình cũng đã hướng dẫn các bạn là cách check contract trên tất cả các mạng. Và thay vào đó thì các bạn biết được là những con biết được những contract của những con token đó, thay vào đó mà để các bạn add vào quỹ của các bạn nhé. Thì bước tiếp theo nhiều bạn là hỏi là sao mình add trên các bạn vào quỹ trust, các bạn vào trust swap, các bạn vào sàn trust swap. Ví dụ hôm bữa mình cũng gặp cái câu hỏi của cái bạn kia là sao em vào sàn trust swap Uniswap chứ mà sao nó không hiện tìm tên mã token mà sao nó không hiện. Ví dụ các bạn ấn vào LTX đi, nhiều bạn là sợ ở đây là LTX này, thì nó sẽ không hiện con token LTX trên đó. Thì thay vào đó mà để nó hiện á, để các bạn add vào thì các bạn copy lại cái địa chỉ các bạn vào EtherScan ấy của các bạn á, các bạn copy lại cái địa chỉ với con LTX đó nhé.
Các bạn vào EtherScan, các bạn copy lại contract của con token LTX này. Các bạn copy lại. Các bạn copy lại contract của nó. Sau đó các bạn quay trở lại với sàn Uniswap. Các bạn chọn vào chọn một đồng tiền ảo này. Sau đó các bạn dán cái contract của con token đó vào đây. Thì nó sẽ hiện ra con LTX thôi. Đấy, sau khi các bạn dán contract thì nó sẽ hiện ra thôi. Sau đó các bạn ấn nút ARG này. Đấy, thì nó sẽ tự thêm vào thôi. Còn các bạn muốn add những con token nào, muốn tìm những con token nào thì các bạn copy lại contract của những con token đó, các bạn dán vào đây thì nó sẽ hiện thôi. Sau đó các bạn ấn vào nút ARG. Sau đó các bạn chọn vào LTX này, bạn chọn vào đây thì sẽ hiện lên đây thôi. Thì sau đó các bạn có thể ấy ra. Thế này. Các bạn sẽ được tìm thì những con nào list trên Uniswap thì nó sẽ hiện ở trên đây, nó sẽ hiện giá trên đây. Theo vào đó thì các bạn có thể upload và các bạn swap sang ETH. Ok, thì để tránh video dài thì mình xin ngừng video tại đây nhé. Thì bạn nào không hiểu có thể bình luận lại hoặc là đặt những câu hỏi mình để dưới phần video này. Thì khi nào mình rảnh thì mình sẽ có thể là làm video mình trả lời những câu hỏi đó nhé. Thì các bạn chỉ cần là copy lại địa chỉ ví ETH hoặc là smart chain của bạn, sau đó các bạn vào mạng của nó, các bạn dán cái địa chỉ của bạn vào đó và các bạn tìm hiểu thêm thôi. Khá đơn giản. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn cách check contract của token. Tất cả những con token đang có trên ví của bạn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.